Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Với nhu cầu sử dụng bộ công cụ của Adobe như Adobe After Effects, Premiere Pro, Illustrator và Photoshop, anh em thường quan tâm đến những bộ PC trong tầm giá khoảng bao nhiêu tiền? Có thể những bộ PC lên đến khoảng 20, 30 hoặc thậm chí là 40 triệu đồng để có thể làm việc được mượt mà. Thế nếu ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ PC chỉ hơn 20 triệu đồng, từ 20 cho đến khoảng 22 hoặc là 23 triệu đồng, có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu đấy thì liệu các bạn có tin hay không? Thì đây là một bộ PC đã được build sẵn đầy đủ tất cả những linh kiện được tối ưu dành cho bộ công cụ của Adobe. Các bạn có thể mua về và dùng luôn. Thì bộ PC này có tên gọi đầy đủ là Mona Lisa D. Cụ thể thì cái việc tối ưu của mình đó chính là việc cân bằng giữa hai thành phần quan trọng nhất đối với bộ công cụ của Adobe, đó chính là CPU và VGA. Chúng ta không thể để lệch về một phía. Đối với CPU thì chúng ta sẽ có vô vàn những lựa chọn để có thể chọn mua. Nhưng theo mình, ở trong thời điểm năm 2022 thì CPU Intel Core i5 12400F sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nhìn lướt qua về mặt thông số mẫu CPU này thì các bạn sẽ thấy tương đồng những dòng CPU Intel Core i5 khác. Chúng ta vẫn có một mẫu CPU có 6 nhân và 12 luồng. Tuy nhiên, đây là thế hệ mới nhất. Socket là 1700, được sản xuất trên tiến trình là 10 nanomet, thế nên cái hiệu năng cũng rất khác. Cụ thể luôn thì đối với CPU Intel Core i5 12400F sẽ mạnh hơn khi so Intel Core i7 11700 hoặc là 11700F. VGA thì đóng vai trò gì mà phải cân bằng với CPU? Đối với những phiên bản mới nhất của bộ công cụ của Adobe, bây giờ đã support rất tốt dành cho những cái GPU. Thay vì lúc nào cũng chỉ sử dụng sức mạnh thuần CPU thì bây giờ với sự hỗ trợ của VGA thì hiệu năng sử dụng đã tốt hơn nhiều. Còn tốt đến mức nào thì các bạn chỉ cần render video hoặc preview là đã có thể thấy rõ được cái sức mạnh khi kết hợp với nhau nó khác biệt đến cỡ nào. Mình sẽ sử dụng đó chính là GTX 1660 Ti của Asus TUF và bắt cặp với CPU Intel Core i5 12400F. Nếu như nhu cầu của bạn chỉ là cắt nhanh một vài clip 4K trên mạng này để up lên để lấy highlight hoặc re-up thì cái việc cảm nhận cái tốc độ là cực kỳ dễ dàng khi mà cái tốc độ render các bạn không cần chèn text đâu, chỉ cần render thông thường thôi thì tối thiểu sẽ nhanh hơn gấp khoảng 2 lần. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý một chút, phải xét đến cái việc nó sử dụng thực tế nó sẽ khác so với lý thuyết. Tốc độ render sẽ phụ thuộc nhiều vào cái dạng file các bạn sử dụng là file gì này, hiệu ứng các bạn add vào và bao nhiêu text, và đôi khi cái tốc độ render cũng sẽ phụ thuộc vào trong là các bạn thêm những cái phần mềm mà khác nào, các bạn có thể sử dụng thêm cả After Effects nữa, nhét thêm vào với Premiere Pro thì cái tốc độ render nó sẽ khác nhau. Còn riêng với Photoshop và Illustrator thì đã sử dụng chủ yếu sức mạnh đến từ CPU, và theo đánh giá cá nhân của mình với một file Photoshop và Illustrator có sẵn của mình hiện tại với một số các layer thì các thao tác hoàn toàn ổn để các bạn có thể sử dụng thiết kế hàng ngày. Và nếu bạn thắc mắc hơn nữa thì cái máy để tạo ra những cái file như vậy để mình có thể mang đến test cho các bạn là một mẫu CPU Intel Core i5 đầy sâu hơn cơ. Về phần dung lượng RAM cũng là một yếu tố đáng để quan tâm. Thông thường thì với những cấu hình để mình build sẵn sẽ đều để sẵn dung lượng là 16GB, là bao gồm hai thanh 8GB. 16GB là rất ổn cho nhu cầu sử dụng cơ bản, các bạn có thể chơi game, làm việc với một số những cái phần mềm thông dụng. Và sau này nếu chúng ta có điều kiện mua về sử dụng một thời gian một vài tháng mà cảm thấy thực sự cần thiết thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên thành 32GB. Thế nên việc lựa chọn những cái mẫu mềm cũng cần quan tâm, đó chính là những cái mẫu mềm có sẵn 4K RAM để chúng ta có thể nâng cấp và sử dụng lâu dài, và cũng phải có đầy đủ những khe SSD để chúng ta có thể lắp vào nữa. 2022 mà làm việc không có SSD thì đúng là chậm chạp lắm. Về phần vỏ case để nhét những thành phần linh kiện thì mình nghĩ là các bạn không cần quá màu mè, các bạn chỉ cần quan tâm đến hệ thống airflow ở trong vỏ case các bạn tốt nhất có thể. Nếu như cái mức chi phí đầu tư không quá cao, các bạn hoàn toàn có thể mua một kit fan và để đằng trước để hút gió mát vào để thổi cho cái không khí bên trong nó được mát mẻ hơn để khi các bạn làm việc trong thời gian dài hoặc là render thì sẽ là hiệu quả nhất. Việc cân bằng liên quan đến làm việc đã ổn, sau giờ làm việc căng thẳng thì chúng ta nên giải trí với những tựa game còn căng thẳng hơn. Ở đây mình sử dụng một màn hình có độ phân giải 2K đến từ LG với tên mã đầy đủ là LG GP850. Vì thực tế sau khi tham gia hỏi những người ở công ty thì mình đều nhận được câu trả lời rằng là sau giờ làm việc họ thông thường chơi tựa game online khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng. Thì với những cái tựa game online thì GTX 1660 Ti cánh cực kỳ tốt. Cụ thể ở đây là Valorant. Khi các bạn chơi game trên độ phân giải 2K thì mức FPS mang lại vẫn rất cao, từ 200 đến 300 FPS. Và mẫu màn hình LG GP850 này sẽ có cái tần số quét là 165Hz, thế nên cái việc trải nghiệm là cực kỳ tuyệt vời. Còn với những tựa game MOBA, cụ thể ở đây là LOL. Mặc dù là một tựa game được beta lên tận 12 năm, thế nhưng đây vẫn là tựa game rất hot để chúng ta có thể quan tâm và trải nghiệm. Và mức FPS mang lại thông thường rơi khoảng chừng hơn 150 FPS khi các bạn lao vào combat. Cấu hình mình nhắc tới ở trong video ngày hôm nay sẽ mang tính chất tham khảo để giúp
các bạn có thể lựa chọn mua và cân nhắc sử dụng linh kiện sao cho phù hợp và tối ưu nhất. Và dĩ nhiên, nếu như các bạn cảm thấy hứng thú với bộ PC và muốn mua luôn thì đường link của PC Mona Lisa D mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.